Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Họ có đùa giỡn tình cảm của bạn không? Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Và thông điệp trong trải bài có rất nhiều. Các bạn tiếp nhận thông điệp phù hợp với năng lượng của mình nhé. Đối tượng xem trải bài là các bạn đang thắc mắc không biết cái người đó có đùa giỡn tình cảm của các bạn hay không, thì trong trải bài này sẽ trả lời cho các bạn. Và trong trải bài của các bạn có những lá sau đây. Và hàng đầu tiên là năng lượng của bạn, và hàng thứ hai là năng lượng của họ. Lá đầu tiên bạn có The Moon. Lá bài thứ hai nữa là các bạn có King of Pentacles, Hiệp sĩ tiền. Lá bài cuối cùng của các bạn có là 10 gậy. Và năng lượng của họ có gồm những gì? Năng lượng của họ gồm có là 8 kiếm. Và kế đến nữa là họ có lá bài 5 ly. Và lá bài cuối cùng của họ đó chính là lá bài 9 kiếm. Sau đây mình xin giải thích từng lá bài cho các bạn, và các bạn sẽ thấu hiểu hơn là họ có thật sự đùa giỡn tình cảm với bạn hay không nha. Và lá bài đầu tiên sẽ lá bài đại diện cho cảm giác của bạn cũng như cảm nhận của bạn về mối tình của hai người. Thì đây là một lá bài nó cho các bạn cảm thấy một cái gì đó mộng mị, cảm xúc, một cảm giác rất kỳ lạ khi bạn ở bên cạnh người này. Bởi vì có vẻ như là các bạn cảm thấy là cái người này đang lừa gạt hay giấu giếm, hay là họ mang rất nhiều mặt nạ trong khi thời gian họ quen bạn. Và họ dường như không có thể hiện nhân cách thật sự của mình là gì. Qua cái việc họ tỏ ra rất là xuất sắc trong cái việc họ tạo dựng ra những cái tin đồn cho chính họ, một cái sự thật rất là nửa vời. Đôi khi nó còn biểu hiện cho cái người này sống hầu hết trong đời của mình trong ảo tưởng nửa tỉnh nửa mê. Có thể là họ luôn luôn là rất là khó đoán và luôn luôn thay đổi nha các bạn. Và ở một số bạn, khi chưa có đủ sự thấu hiểu mà các bạn đã dành cho tình cảm đối phương quá nhiều rồi, cái điều này khiến cho các bạn bị ảo tưởng về tình cảm với người này. Và các bạn đã đẩy cái tình cảm này đi quá nhanh so với mức hạn định của một tình cảm cần có là thời gian để thấu hiểu nhau. Nếu như bạn đang trong mối quan hệ thì các bạn cảm nhận được là có một cái nỗi bất an rất là nhiều trong cái tiềm thức của các bạn, nhưng các bạn đã cố tình lờ đi, và trực giác đã cố cảnh báo nhưng bạn cực lực lờ đi và không xem đó là cái điều đúng. Và bạn cảm thấy cái gì sai sai, cái gì đang che giấu mà bạn không biết được từ cái người này. Và giữa hai bạn cũng đang diễn ra một cái gì đó về cảm xúc trong tình cảm rất là nhiều. Mọi việc có thể nhanh chóng trở nên sôi sục hoặc không thoải mái. Một trong hai đã cố suy diễn hoặc tranh cãi một cách không có công bằng. Và nếu như các bạn có tranh cãi thì nhớ là lựa chọn một cách công bằng. Và tranh cãi làm sao đảm bảo là đối xử với người yêu là như bạn bè nha. Đừng có gấp gáp mà chấm dứt hay bắt đầu một mối quan hệ mới. Đây là không phải thời điểm thích hợp cho cái việc đó. Và lá bài 8 kiếm này đại diện cho năng lượng của họ vào cái thời điểm cảm nhận và tình cảm của hai bạn. Và bản thân của người này, họ cảm thấy là bị hạn chế và kìm kẹp trong tình cảm với các bạn. Do đó một cái mối quan hệ nghiêm túc lúc này không phải là đúng thời điểm đó với họ. Bản thân của họ đang sợ những cái gì chưa có xảy ra. Bởi vì họ là một cái người rất là lo lắng việc tương lai. Họ sợ phải gặp tổn thương do tình cảm với các bạn nếu họ lỡ như yêu bạn nhiều quá. Mà họ không có lý do tại sao về cái điều này hết á. Họ không có biết suy nghĩ thông suốt về điều họ e sợ. Thực sự thì mọi chuyện đâu có khủng khiếp như họ nghĩ đâu. Do họ trí tưởng tượng họ ra mà hết đó các bạn. Cái điều họ cần là phải suy nghĩ thoáng về cái tình cảm của các bạn để tiến vào nhiều hơn. Chứ không phải là rút lui vì sợ hãi, sợ là mình khổ, sợ mình bị đau khổ với các bạn. Điều này rất là vô lý. Chính họ cũng không có suy xét về những cái phát ngôn và hành vi của họ mang cái yếu tố tiêu cực. Những gì mà họ làm và nói chính là cái lựa chọn đưa cho họ đến kết quả cuộc sống của họ hiện tại. Và họ đem lên bàn cân xem đánh giá là mối quan hệ của bạn có thể tiến triển được hay không. Bởi vì họ thấy thà họ cô đơn còn hơn là họ quen với mối quan hệ mà cảm thấy kìm hãm và gây cho họ một cái gì đó khó khăn. Bởi vì chính năng lượng của họ là họ sợ hãi những điều chưa xảy ra. Họ tự ảo tưởng và tưởng tượng về những điều đó thôi các bạn ơi. Và sau đây là cái nguyên nhân xem thật sự họ có đùa giỡn tình cảm với bạn hay không. Cá nhân của bạn đánh giá cao cái người này lắm, bởi bạn thấy cái người này là một người bền bỉ theo đuổi cái mục tiêu của họ. Họ là một trong những cái người siêng năng, có sức chịu đựng và khả năng cống hiến của họ rất là tốt luôn. Họ hoàn thành cái gì đó đến chi tiết cuối cùng. Một cái người thận trọng và cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và không có bao giờ lơ là. Nhưng mà anh ta rất sống rất là thực tế bạn, và luôn không có bao giờ hứa hẹn cái điều gì với các bạn hết trơn á. Nhưng mà
Qua đó bạn cũng thấy cái người này có một phần gì đó rất ù lì và chậm chạp, một người không có biết hài hước và luôn luôn ưu tiên cho cái bản thân anh ta trước hoặc là công việc của người này trước. Và họ có xu hướng là thiếu linh hoạt và dễ bị ám ảnh những tiêu chí nhỏ nhất. Bản thân cái người này luôn luôn nhìn vào cái sai của người khác, trong khi mà họ mắc sai lầm thì họ từ chối nhượng bộ ngay cả khi họ không đúng luôn, và không bao giờ họ thừa nhận mình sai hết đó. Đây là một cái người không thích thay đổi và mạo hiểm. Khi quen bạn, họ thấy thế giới của bạn rất là khác với họ, bởi vì bản chất của người này không thích mạo hiểm, do đó họ không muốn tiến vào cái tình cảm của các bạn là lý do như vậy. Và cũng chính cái người này, họ không có bao giờ biết mở lòng mình ra, nghĩ thoáng về những cái việc của các bạn hết đó. Bởi vì họ rất một gì đó, họ không có hứng thú với những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Quan trọng họ nhận ra cái người duy nhất có thể thay đổi chính là họ chứ không phải là bạn. Họ không muốn tìm hiểu gì đó mới mẻ. Họ không muốn cởi mở tâm hồn của mình để đặt niềm tin vào tình cảm của cả hai. Và họ muốn tìm kiếm một mối quan hệ tình yêu vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng chính bản thân họ lại không có vui vẻ, hạnh phúc thì làm sao ra cái cuộc sống, tình cảm, hạnh phúc được các bạn. Và vấn đề cái tình cảm các bạn đùa giỡn hay không đùa giỡn thì mình nghĩ là không có đùa giỡn. Và bản thân các bạn đến với cái người này vào cái thời điểm đen tối nhất của họ, bởi vì họ đang trải qua một cái gì đó rất là đau buồn khi xưa, đến là nó lấn át hết tất cả các lá bài khác trong bộ bài này luôn. Họ nhìn vào cái mất mát nên họ trở nên đau đớn, và khi họ nhìn vào bạn, họ không thấy bạn hạnh phúc, họ không thấy tình cảm hai người là chân lý cuộc đời, mà họ chỉ thấy đau khổ, họ tổn thương, họ sợ tiến xa hơn, họ sợ bị đau khổ một lần nữa. Họ chỉ lo chầm chầm nhìn vào những cái ly đã đổ vỡ, mà trong khi cái sau lưng cái hai ly còn nguyên, họ không chịu nhìn các bạn. Họ cứ chầm chầm nhìn cái tổn thương đau khổ mà thôi. Họ nản lòng và họ cảm thấy không có gì tích cực hết trơn á. Bởi khi họ nhìn vào cái mắt mát gây tổn thương do cảm xúc của họ gây ra, thì luôn luôn là chống lại mọi sự thay đổi đến cuộc sống này. Mà họ không biết đem cái trí tuệ của mình vô để giải tỏa những cái bóng tối, những cái tiêu cực đó đi. Lúc đó tất nhiên thì cái tích cực nó sẽ đến. Bởi vì khi mà họ tách họ ra khỏi cái sự yêu thương thì chắc chắn cái cảm xúc của họ sẽ nói không với tình cảm khi bạn dành cho họ rồi. Và chính họ cũng không nhận ra rằng nếu mà họ càng đấu tranh để giữ những cái gì đã biến mất á, những gì tổn thương hay chầm chầm vào cái quá khứ á, thì lại khiến cho họ càng đau khổ hơn mà thôi. Và bản thân của họ không có đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào vấn đề. Họ bị đắm chìm trong cảm xúc đau đớn và bị nó nuốt trọn cảm xúc luôn đi các bạn. Và có dấu hiệu họ đang không có sự tin tưởng vào bản thân của mình. Họ rất là tự ti. Họ cứ nhìn những chuyện đã xảy ra rồi và họ nhìn những cái thất bại đó, mà không, họ không lấy những cái bài học đó để tiếp tục để tiến tới trong cái sự nghiệp cũng như tình cảm của họ, bởi vì họ không dám thử cái mới. Và họ sợ ở bên cạnh bạn một nguồn năng lực rất tích cực, bởi khi mà họ đắm chìm trong tiêu cực vậy, chắc chắn cái lá bài này sẽ nhấn chìm họ xuống cái tiêu cực rất là nhiều luôn. Thực sự một điều duy nhất muốn khuyên cho họ là hãy đừng có đắm chìm trong nỗi bất hạnh của bản thân mình nữa. Hãy biết tôn trọng hạnh phúc hiện tại của họ, cũng như hãy trân quý những người thật sự quan tâm đến họ. Và lời khuyên là họ đừng có đắm chìm trong nỗi bất hạnh của bản thân mình nữa. Điều quan trọng là không phải cứ tiếc nuối những thứ đã qua thì nó sẽ trở lại. Hãy tôn trọng hạnh phúc hiện tại của chính họ và cũng như những người quan tâm. Giống như là họ đừng có ngó lơ cái hai cái ly đông đầy phía sau lưng họ để nhìn chằm chằm vào những ly đã đổ phía trước. Tất cả cái nguyên nhân của khổ đau tình cảm của hai bạn chính là từ xuất phát từ cái nỗi sợ hãi của họ mà ra. Thì lá bài cuối cùng sẽ là cái giải pháp giống như hai bạn muốn tiến đến với nhau một lần nữa, hay là các bạn muốn gắn kết với nhau, nói chung khi hai bạn đang trong mối quan hệ cam kết, thì các bạn có lá bài là 10 gậy. Và nếu như bạn cảm thấy là cái người nào đó đang thực sự lừa dối các bạn, thì thực sự cảm giác các bạn đúng. Tuy nhiên các bạn hãy chắc chắn là trước khi bạn chỉ trích cái người đó, đôi khi cũng phải hiểu là cái việc chỉ trích nó cần thiết hay không, cứ để từ từ đi, để cho mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn mà thôi. Và bản thân các bạn đang cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đối phó với cái sự trì hoãn cũng như là rơi vào cái hố sâu căng thẳng này. Cái cảm giác khiến cho bạn rất là mệt mỏi, bạn chỉ mong muốn khắc phục. Và cách khắc phục duy nhất là các bạn phải nghỉ ngơi một đôi chút, thậm chí là nghỉ ngơi nhiều hơn một chút nữa để bạn giải tỏa cái stress ra ngoài, sẽ đem nhiều hữu ích hơn cho các bạn. Hãy tìm và kết bạn những người mới sống lạc quan đi các bạn. Đừng sống trong cái năng lượng tiêu cực nữa. Và cần phải làm sáng tỏ một cái sự thật giấu giếm đang có diễn ra trong tình cảm của cả hai.
cái việc xem xét là có phải là thật hay giả, để bạn cần biết được cái mối quan hệ các bạn có chân thành hay không, để các bạn quyết định bỏ công sức cũng như năng lượng vào người này. Và chính bạn đang cảm thấy là cái thời điểm này bạn gánh vác rất là nhiều cái trọng trách trên vai của bạn. Bạn rơi vào cái tình thế là sống rất là trách nhiệm luôn với cả cái người yêu cũ luôn, hoặc là cái trong mối quan hệ cam kết. Bạn biết không, cái khả năng bước lên nhận nhiệm vụ là bạn là người duy nhất có khả năng nhận trọng trách là chính bạn. Dù bạn làm đúng hay là sai thì bạn vẫn phải là cái người lựa chọn đến cái kết quả sau cùng của vấn đề này. Do đó, được tiếp tục hay là từ bỏ là quyền lựa chọn của các bạn. Và lời khuyên duy nhất cho các bạn là hãy rộng lượng hơn với bản thân của mình đi. Hãy làm nhẹ đi gánh nặng bất cứ khi nào có thể. Bởi vì bạn không nhất thiết phải tự mình chịu đựng hết tất cả những cái vấn đề trong xã hội này, về tình cảm cũng như tài chính, sự nghiệp. Và bản thân bạn đang cảm giác là một cái bước tiến của bạn có cảm giác giống như là một cuộc đấu tranh. Cái gì cũng phải đấu tranh, vất vả để gặt hái được hết, rất là khó cho các bạn. Và giải pháp cho cái người này là họ đang bị đắm chìm sau cái sự tổn thương sai làm thất bại cho chính họ tự tạo ra thôi các bạn. Cái sự đau đớn cho chính họ đặt ra bao trùm tất cả sống nghi ngờ của họ. Đây là một cái điều là họ không biết là liệu một thứ ổn họ hay chưa. Họ suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu là liệu là đến với bạn được hay không được. Cứ quanh quẩn như vậy hoài cũng không bao giờ giải quyết được cái nỗi khổ khốn cùng của họ do chính họ tự gây ra hết á. Cái điều họ cần buông bỏ đó chính là họ ngừng cái việc tự đặt mình vào những tình huống nghi ngờ mà thực sự chưa có diễn ra. Và chính họ đang có cảm giác rất là tội lỗi về tình cảm của các bạn, bởi vì họ cảm thấy là họ làm tổn thương bạn rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì họ là cái người chủ nghĩa cá nhân, họ sợ họ khổ, họ sợ họ bước vào cái gì mới quá, và họ tự đặt những cái nghi ngờ cho chính bản thân họ. Mặc dù cái chuyện đó chưa xảy ra, nhưng mà họ cứ nghĩ vậy là xảy ra rồi. Họ tự xây lên bức tường để họ không có muốn bạn bước vào cái thế giới của họ, cũng như họ không muốn bước vào thế giới của bạn. Và kiểu của họ phải thoát ra những cái cảm giác mà lo sợ không đáng có cho chính họ tự đặt ra. Khi mà họ bỏ đi những cảm giác này thì thực sự cuộc sống họ mới trở lại. Khi đó họ mới nghĩ tới tình yêu các bạn. Thời điểm này không có giải quyết được gì hết, bởi vì cái mà thấu hiểu nội tâm họ chưa hiểu thì làm sao họ yêu người khác được. Và lời khuyên của họ là nên một có cái câu hỏi chính xác và sâu sắc nhất về mối quan hệ của bạn và họ. Nếu như họ cảm thấy bạn là một cái người chân thành thì đây là cái thời điểm là họ tiến tới với các bạn. Phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu cái người yêu chứ. Chứ không có phải ai dễ dàng, không có ai hoàn hảo để cho họ tin tưởng, để cho họ đến một cảm giác an toàn hết á. Và một lời khuyên duy nhất dành cho họ là họ cần phải biết thấu hiểu nội tâm của mình, biết chăm sóc bản thân. Nếu họ không cân bằng được thì họ sẽ đẩy tình yêu rời xa khỏi mình, hoặc là họ chạy trốn tình yêu. Bởi vì khiến gì đó họ cứ nghĩ tình yêu là một gánh nặng với họ không mà. Và bản thân họ là đang bị hao tổn tâm sức mình rất là nhiều bởi cái phần tự ti. Họ muốn chứng minh tình cảm của họ đối với bạn, nhưng họ bị quá sức, do đó dẫn đến họ bị tổn thương. Mà họ không hiểu rằng nếu mà cái bạn yêu họ là bạn yêu họ, đâu cần phải họ phải làm cái gì cho bạn đâu. Và ở một số người có một cái dấu hiệu là họ cảm thấy là quen với bạn là một cái áp lực cho họ rất là nhiều. Viễn cảnh về gia đình tương lai khiến cho họ run sợ vì họ chưa thật sự sẵn sàng. Điều đó gây ra cái việc là cả hai bị bất đồng và mâu thuẫn rất là nhiều trong quan điểm. Họ cần phải học là chia sẻ với đối tác nhiều hơn, đó chính là bạn, để cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau, đặt niềm tin, giá trị trong cuộc sống đến với nhau, chứ không phải là gây sự khó khăn, phiền nà cho nhau. Một trải bài, các bạn đang quen nhầm một người chưa thấu hiểu nội tâm của mình, còn đi tìm hướng đi trong cuộc sống mình quá nhiều. Chính là một người thật sự chưa sẵn sàng cho tình yêu, mà các bạn lại quá ảo tưởng về tình yêu với họ, do đó các bạn bị đau khổ thôi. Đơn giản là vậy thôi các bạn. Và sau đây là thông điệp tình yêu muốn gửi cho cả hai bạn là gì. Cả hai bạn nên đem cái sự đam mê bùng cháy thật nhiều, bởi vì cái sự đam mê sẽ khiến cho các bạn thu hút cũng như là quyến rũ những gì thứ đến xung quanh bạn trong cuộc sống hiện tại. Các bạn phải tận hưởng cái sự đam mê này. Và thông điệp số 2 chính là gì? Đó chính là sự cân bằng. Bởi vì tình yêu không phải lúc nào cũng có cái sự đồng ý gật đầu của cả hai đó. Một cái mối quan hệ thực sự là tốt đẹp thì cả hai biết ủng hộ cho nhau và cùng vượt qua những cái thử thách trong cuộc sống tình cảm. Bởi vì đôi khi cái sự tranh cãi sẽ diễn ra, quan trọng là các bạn tranh cãi một xong thử tôn trọng lẫn nhau là ok rồi. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.